trở lại với tiết mỹ thuật của cô Huệ ngày hôm nay. Tiết học hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu chủ đề tiếp theo, chủ đề 10, cửa hàng gốm sứ. Cô mời các con mở sách học mỹ thuật trang 49, chúng ta cùng học bài nào. Chủ đề này, ở trên lớp, các con sẽ được học trong 3 tiết, nhưng vì nghỉ học phòng dịch, không thể đến lớp được, nên chúng ta sẽ học trong 2 tiết. Và hôm nay là tiết học đầu tiên. Để học bài được tốt, cô cần các con chuẩn bị đồ dùng sau. Cắt nặn, bảng con, dao cắt giấy, giấy vẽ, màu vẽ, hồ dán. Và cần nắm rõ được mục tiêu bài học. Mục tiêu thứ nhất, nêu được đặc điểm, hình dáng, cách trang trí của một số đồ gốm, sứ như lọ hoa, chậu cảnh, ấm chén, bát đĩa. Mục tiêu thứ hai, nặn và tạo dáng được một số sản phẩm như lọ hoa, chậu cảnh, ấm chén, bát đĩa. Mục tiêu thứ ba, giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình và của bạn. Để các con thấy được sự phong phú, đa dạng về hình dáng, màu sắc, cách trang trí của một số đồ gốm sứ, chúng ta cùng vào hoạt động thứ nhất. Hoạt động 1, tìm hiểu. Cô mời các con quan sát các đồ vật gốm sứ trên màn hình và chuẩn bị trả lời cho cô giáo các câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, em hãy nêu tên các đồ vật gốm sứ có trong hình. Câu hỏi thứ hai, đồ vật có cấu tạo gồm những bộ phận nào? Làm bằng chất liệu gì? Câu hỏi thứ ba, nêu các họa tiết và màu sắc trên mỗi đồ vật. Bây giờ các con cùng quan sát và trả lời các câu hỏi của cô nhé. Chúng mình đã có câu trả lời chưa nào? Các con cùng nghe câu trả lời của mình có giống với câu trả lời của cô không nhé? Quan sát, ta thấy trên hình có 5 đồ vật, đó là lọ hoa, chậu cảnh, ấm pha trà, cái đĩa và chén. Câu thứ hai, đồ vật đó có những bộ phận nào? Lọ hoa gồm 4 bộ phận, miệng, cổ, thân và đáy. Chậu cảnh gồm 3 bộ phận, miệng, thân và đáy. Cái ấm pha trà gồm có nắp, cổ, thân, đáy, tay cầm và vòi. Cái đĩa gồm có miệng, thân, đáy. Cái chén gồm có các bộ phận miệng, thân, đáy và tay cầm. Tất cả các đồ vật trên đều được tạo ra từ gốm và sứ. Họa tiết trên các đồ vật đều là hoa và lá với màu sắc phong phú, đa dạng và hài hòa. Như vậy các con thấy, các đồ vật bằng gốm sứ có kiểu dáng rất đa dạng, thường có hình dáng đối xứng. Các họa tiết trang trí trên đồ gốm sứ có màu sắc,
đường nét đẹp và phong phú như hình hoa lá, hình con vật, hình cảnh vật. Chúng có thể được bố trí thành mảng lớn hay thường được sắp đặt, nhắc lại để tạo thành họa tiết đường diềm. Cô mời các con cùng nhau đọc phần ghi nhớ nào. Cô cảm ơn các con. Và bây giờ, để các con biết cách tạo dáng được một đồ vật gốm sứ, chúng ta cùng nhau chuyển sang hoạt động thứ hai, hướng dẫn thực hiện. Cô mời các con quan sát video sau. Tiết học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các con cách nặn, tạo dáng một đồ vật, đó chính là một chiếc lọ hoa. Còn những đồ vật khác thì chúng ta sẽ thực hiện theo các bước tương tự nhé. Chúng ta sẽ phải thực hiện theo 3 bước. Bước thứ nhất, chọn màu đất. Nếu như mà chúng ta không có đất nặn thì chúng ta có thể sử dụng đất sét. Bước thứ hai, chúng ta tạo dáng chi tiết bộ phận rồi ghép dính lại. Bước thứ ba, chúng ta tạo họa tiết và trang trí. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát cô giáo làm từng bước nhé. Bây giờ cô giáo sẽ chọn màu. Như chúng ta đã biết là chiếc lọ hoa thì gồm có 4 bộ phận, đó là miệng, cổ, thân và đáy. Đúng nào? Bây giờ cô giáo sẽ chọn màu nâu để cô giáo tạo thành đáy của chiếc lọ hoa. Cô thực hiện đáy trước. Thân lọ hoa. Thân lọ hoa cô chọn màu xanh. Màu xanh lá cây. Tiếp theo, cô thực hiện phần cổ lọ hoa. Phần này cô có thể tạo luôn miệng lọ hoa nhé. Đây các con cũng nhìn cô tạo miệng lọ hoa, chúng ta chỉ cần vuốt lên thôi. Đấy. Xoay tròn đều để miệng lọ hoa mở ra. Đúng nào. Chúng ta thao tác nhanh tay. Sau đó khép dính các bộ phận. Để chiếc lọ hoa này đẹp hơn thì chúng ta sẽ tạo thêm chi tiết để trang trí. Và đây cô giáo cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Cô giáo đính lên nhé. Tạo thêm họa tiết. Như vậy, chiếc lọ hoa của cô giáo đã hoàn thành rồi đấy. Các con thấy có đẹp không nào? Cô mời các con quan sát và ghi nhớ lại các bước tạo dáng đồ gốm sứ bằng đất nặn nhé. Con hãy nêu cách nặn, tạo dáng và trang trí đồ gốm sứ qua các ảnh trên. Và bây giờ, chúng ta cùng đọc và học thuộc cho cô giáo phần ghi nhớ nhé. Để các con làm bài tốt hơn,
cô sẽ cho các con tham khảo một số sản phẩm của các bạn học sinh lớp trước đã làm về chủ đề này. Các con thấy những sản phẩm trên có đẹp không? Con thích sản phẩm nào nhất? Vừa rồi, chúng ta đã được tìm hiểu hoạt động 2, cách thực hiện và được tham khảo những sản phẩm đẹp của các anh chị lớp trước đã vẽ, đã nặn. Bây giờ, cô cùng các con chuyển sang hoạt động thứ 3, thực hành. Em hãy nặn, tạo dáng và trang trí một đồ vật theo ý thích. Sau khi vẽ xong, các con hãy giữ bài cho cẩn thận và nộp bài cho cô khi cô yêu cầu nhé. Giờ học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con.